Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô vẽ tranh trên kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về nhân vật trong phim hoạt hình Toy Story. Đó là nhân vật Woody mọi người nhé. Mọi người cùng mình theo dõi hết video để cách mình tô màu cho bức tranh này nha. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Hình ảnh về nhân vật Toy Story. Và mình sẽ sử dụng cái bộ bút chì màu để hoàn thành trên của mình hôm nay. Và mình chín tường hàng với Tô, tại vì trước đấy hàng phải cô in tranh mà làm bố cái tạo khá là bây giờ đến giờ là mới bố mình sẽ tô đến màu nâu cho đến hết cái phần chiếc mũ này nhá. Mình sẽ sử dụng màu hello mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại đen và hôm nay chúng ta sẽ để tôi mái tóc và mình sẽ sử dụng đến lớp màu cam để tôi cái phần chiếc áo. Mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho cái phần chiếc quần. Đây, tô cho phần chiếc quần. Và tiếp tục thì mình sẽ tô cho màu nâu cho cái phần đôi bốt của chàng trai của mình nhé. Bốn các bạn nha. Và mình sẽ sử dụng đến màu đen để tô cho những cái chi tiết ở đằng sau của chàng trai của mình nhé. Đây là hình ngôi sao năm cánh nha các bạn. Màu đen cho các chi tiết hình ngôi sao năm cánh. Và mình sẽ tô lần lượt cho hết phần chi tiết này nha. Và tiếp tục. Và tiếp tục. Mình sẽ tô hết cái phần ngôi sao này nha các bạn, với màu sắc đó là màu đen. Phần con mặt phía trước thì mình sẽ tô màu tím nhá. Và tiếp tục mọi người nhé. Mình sẽ tô hết cái phần những cái chi tiết có trong cái bức tranh của mình với màu sắc là màu đen nha mọi người. Đây. Em hỏi là Hà là mấy người không nói chuyện với nhau à? Sau rồi Trang Hà bảo là anh Giang và anh ở Trang ấy thì không kiểu con trai thì kiểu chung ấy chứ nó cũng tô nói chuyện đâu. Còn Trang thì khỏi nói Hà thì ra phim chứ sao cười. Tí thì em sẽ làm đấy sao đấy không? Làm đấy đi, em sang đấy tí không về đây thì em phải chơi mình đi ạ.
thì em cứ sang đi. Và đây là bức tranh của mình nha các bạn. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình đã hoàn thành bức tranh hình ảnh về cái nhân vật Woody. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.